Ngày hôm nay, thì Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã gửi công văn tới Bệnh viện Nhi Trung ương yêu cầu bệnh viện hỗ trợ ngành y tế Bắc Kạn tìm hiểu sự việc nhiều học sinh tại huyện Chợ Đồn thường xuyên có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, trở nên hung dữ bất thường, suy kiệt sức khỏe, khiến cho giáo viên, các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương lo lắng. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ở điểm trường Nà Bản, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn. Các em học sinh thường có biểu hiện sức khỏe bất thường như tự nhiên ngất, nhiều em hay tự nhiên chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng lên đồi. Hiện tượng ngất gây bất tỉnh tạm thời có thể diễn ra nhanh từ 3 đến 5 phút, có một số trường hợp kéo dài đến 20 phút. Sau khi tỉnh dậy thì phần lớn các em đều không nhớ gì. Nhiều em có sức khỏe yếu sau khi ngất dậy không thể đi lại được. Trước khi có những hành động lạ, sắc mặt của các em thường thay đổi nhanh chóng, mắt đỏ. Đáng lo hơn là theo phản ánh của giáo viên dạy ở điểm trường Nà Bản thì từ đầu tháng 11, điểm trường có 2 em học sinh lớp 5 có những biểu hiện lạ như trên và đến nay đã là 9 em. Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã vào kiểm tra tìm hiểu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân đầy đủ. Và trao đổi với phóng viên chào buổi tối, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết là sau khi nhận được công văn đã liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và được thông báo là các cháu bé trên hiện đã đi học trở lại bình thường. Trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cử đoàn cán bộ lên thăm khám cho các cháu và kiểm tra các đặc điểm dịch tễ. Trước mắt, ngay trong đầu tuần tới, đoàn thanh niên của bệnh viện cùng với các bác sĩ khoa thần kinh, tâm bệnh đi lên Bắc Kạn để tổ chức khám bệnh tình nguyện cho tất cả các bạn học sinh tại điểm trường tiểu học Xuân Lạc ở huyện Chợ Đồn.